Tại sao trứng cá tầm lại đắt? Trứng cá tầm có tác dụng gì đối với sức khỏe? Trứng cá tầm được biết đến như một món ăn đẳng cấp bởi những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Hãy cùng Hồ Thảo tìm hiểu rõ hơn về loại thực phẩm này nhé. Giá trị dinh dưỡng cao. Giá trị dinh dưỡng cực đặc biệt là một trong những yếu tố khiến trứng cá tầm trở nên đắt đỏ. Trứng cá tầm được chứng minh có tác dụng giúp cơ thể an thần, sung mãn trong chuyện chăn gối. Do đó, chúng được ưa chuộng tại thị trường Nga và các nước châu Âu hay châu Mỹ. Nhiều thông tin cho rằng trứng cá tầm quý đến mức những đồ ăn kèm theo thường chỉ là những thứ ít hoặc là không mùi vị để hạn chế đến mức thấp nhất đến mùi hương vốn có của chúng, được cho là giống hương hoa quả. Kỹ thuật chăm sóc khó khăn. Cá tầm là một trong những loài thủy sản được nuôi với những kỹ thuật và quy trình khắt khe nhất. Điều đặc biệt mà có khi bạn không ngờ tới chính là cá cũng được siêu âm như người. Cá khi đạt tới độ tuổi và cân nặng nhất định sẽ được đưa lên bàn để siêu âm trong phòng khám thai dành cho cá. Từ đó, kỹ thuật viên có thể quan sát được số lượng, mật độ, kích thước trứng. Từ đó có thể đưa ra những phương pháp chăm sóc phù hợp hơn cho đến khi thu hoạch. Thời gian nuôi lâu, những con cá tầm được bán làm thực phẩm chủ yếu là cá đực hoặc cá tầm cái nhưng chưa đủ trưởng thành. Do đó, người ăn thịt cá sẽ không bao giờ thấy trứng trong bụng. Những con cá tầm trên 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng. Quy trình lấy trứng khắt khe. Đầu tiên, các kỹ thuật viên sẽ siêu âm để xác định độ chín của trứng. Trứng cá tầm loại ngon phải là loại trứng sắp chín. Sau đó, người ta mới bắt đầu quyết định phương pháp sinh sản cho loại cá tầm, sinh thường hay là sinh mổ. Đối với trường hợp sinh mổ, cá tầm sẽ được đặt lên bàn và thao tác rạch bụng cá cũng phải thật nhẹ nhàng và chính xác để trứng không bị vỡ. Trứng được lấy ra và rửa sạch dưới vòi nước rồi đem ướp với muối hoặc các phương pháp sơ chế khác. Còn đối với sinh thường, cá cũng sẽ được các kỹ thuật viên đặt lên bàn rồi dùng tay vuốt thật nhẹ nhàng để trứng trôi ra khỏi bụng cá. Đối với phương pháp này thì một phần trứng sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng, một phần còn lại sẽ được giữ để làm giống. Tác dụng của trứng cá tầm: hỗ trợ làm đẹp da. Trứng cá tầm là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng có tác dụng hỗ trợ da mặt bạn giảm thiểu các nếp nhăn, đồng thời làm săn chắc da và chống lão hóa. Không những vậy, chúng còn chứa các chất axit amin thiết yếu tạo thành protein như là collagen và elastin, góp phần trẻ hóa làn da. Trứng cá tầm còn là loại thực phẩm giúp nuôi dưỡng da trắng sáng, mềm mại và tươi tắn nhờ các thành phần vitamin A, vitamin D và vitamin E. Cải thiện sức khỏe của xương. Trứng cá tầm chứa hàm lượng canxi khá cao và chúng cực kỳ tốt đối với trẻ nhỏ và cả phụ nữ mang thai. Răng và xương là nơi tập trung đến 99% lượng canxi. 1% canxi còn lại xuất hiện trong máu và các mô mềm. Thực tế, nếu bạn không cung cấp đủ canxi cho các hoạt động của cơ thể, thì cơ thể của bạn sẽ lấy canxi cần thiết để cung cấp cho xương và răng. Cải thiện lưu thông máu. Bổ sung trứng cá tầm với lượng vừa phải vào chế độ ăn khoa học sẽ giúp bạn ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Hơn nữa, trứng cá tầm còn có thể làm tăng cường sự lưu thông máu do thực phẩm này chứa rất nhiều axit béo và omega 3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Trứng cá tầm là nguồn cung cấp selenium và vitamin E dồi dào. Đây là những chất có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch một cách hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy rằng những người bị cao huyết áp ăn trứng cá tầm có thể giúp giảm huyết áp và bình ổn huyết áp trở lại. Có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư. Như đã nêu ở trên, trứng cá tầm có rất nhiều selenium, có vai trò trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ khoảng 200mg selenium mỗi ngày trong vòng 5 năm có thể làm giảm nguy cơ bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư trực tràng và ung thư phổi một cách rõ rệt. Hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm. Trứng cá tầm chứa axit béo omega 3 dồi dào và chúng đã được chứng minh là có khả năng cải thiện tâm trạng cũng như giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Không những thế, omega 3 còn có thể làm giảm các vấn đề về tâm lý, rối loạn lưỡng cực và các chứng rối loạn lo âu.